Chiếc xe này tuy rằng đời không cao, thế nhưng mà chất lượng của xe thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng cả một đời người luôn, không phải lo lắng gì về vấn đề là sửa chữa. Con xe quá đẹp luôn. Số tiền thì chỉ bỏ ra là có trên 100 triệu đồng thôi. Các bác đã có thể là mua được cái chiếc này rồi. Một mẫu xe VIP đến từ thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Với cái cần số là tự động. Đây cần số của xe đây. Xe thì đẹp tuyệt vời luôn rồi. Các bác cùng cảm nhận qua clip này của bên em. Đấy. Xe đẹp lắm. Đây các bác xem. Đây là cái phần tắp đi cánh cửa của xe nhá. Toàn bộ tổng thể xe còn rất là chất luôn. Một con xe mà vẫn một chủ từ đâu. Đây lộ thất bên trong đây. Nó rất là màu kem các bác nhá. Da ghế thì là da xịn. Và cái hàng ghế phía sau được lót thêm một cái áo ghế rồi. Trần của xe được lên trần 5D rồi các bác nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Những cái phần móc chốt khóa của xe thì còn rất là sáng đẹp. Đấy. Những cái rong này đinh tán cột kèo của xe còn zin nguyên hết các bác nhá. Đấy, những cái phần da cánh cửa này vẫn là da zin này. Đấy, da zin luôn đấy ạ. Đấy, sơn vân gỗ của xe còn rất là sáng bóng đây. Các bác nhìn xem. Chỗ này bằng chất liệu da các bác nhá. Đấy, da xịn đấy ạ. Nhìn nó như vậy thôi. Cái màu nó như vậy các bác nhá. Hoàn toàn không lỗi. Keo chỉ của xe thì vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, chưa động chạm gì. Đấy, máy số đại chất luôn. Con xe này được mang tên là Ford Mondeo các bác nhá. Ford Mondeo. Và được sản xuất năm 2003. Nhưng mà năm 2006 mới lăn bánh nhá. 2006 mới lăn bánh, mới đi đăng ký. Đấy, biển 29Y5843. Vẫn biển 4 số từ ngày xưa các bác nhá, chưa thay đăng ký. Đèn pha này nhá, đèn pha này là đèn pha xịn nguyên bản theo xe. Và các bác nhìn đây, còn rất là mới luôn này. Rất là mới luôn. Có bi cầu siêu sáng vào ban đêm các bác nhá. Đèn pha xịn đấy ạ. Và nước sơn đây các bác nhìn này. Nước sơn của xe rất là bóng luôn. Đấy. Và sơn zin của chiếc xe này vẫn còn tương đối nhiều như các bác. Xe tuy rằng là đời 2003 nhưng mà sự là sơn zin của xe vẫn còn khá là nhiều luôn. Lốp của xe thì vẫn còn rất là dày và có la răng đúc. Và la răng này là của la răng những chiếc xe bản đủ các bác nhá, có phanh đĩa, phanh ABS. Ford Mondeo các bác nhá, một mẫu xe VIP, một mẫu xe mà lúc mới nó rất là nhiều tiền luôn, nó là tiền tỷ luôn. Một mẫu xe mà ngày xưa chỉ là những cấp lãnh đạo mới có tiền để mua. Những người sự có tiền, đại gia mới có tiền để mua cái chiếc xe này về dùng. Nhưng mà bây giờ thì với giá là trên 100 triệu thôi thì các bác đã có thể mua. Và thậm chí là người có thu nhập thấp rồi những gọi là công nhân cũng có thể là mua được cái mẫu xe này. Những mẫu xe này trong gian vừa qua em bán rất là nhiều. Và hiện tại bên em cũng còn là mấy con liền cơ. Vẫn đang có là mấy con liền cơ các bác nhá. Và nhưng mà con này là hiện tại đang đẹp nhất đây. Có những con mà không đẹp bằng thì giá thậm chí là chỉ có dưới 100 triệu đồng thôi là cũng có các bác nhá. Con này nó đẹp cho nên là giá thì nó phải là trên 100 triệu đồng. Trước này thực sự các bác là chỉ mất cái đời thôi, chứ còn thì về chất lượng của xe không thua kém những con xe đời cao đâu. Các bác nhìn xem, với lốp sơn là màu xanh lá đây. Đấy, một cái màu rất là đẹp cho dòng xe Ford Mondeo này. Dòng này thì nó trang bị rất là nhiều tính năng hiện đại an toàn các bác nhá. 2.0 thôi nhưng mà trang bị cũng tương đối là an toàn hiện đại. Đặc biệt là cái khung vỏ của dòng xe này ấy, nó rất là dày và rất là cứng, rất là nặng nhá. Thân vỏ dòng này nó rất là cứng, đây là rất là nặng. Tức là khi chạy nó sẽ đầm. Đấy, và độ an toàn nó sẽ cao hơn so với những cái chiếc xe mà vỏ nó mỏng đúng không ạ? Các bác nhá, đây vô lăng này. Đây các bác nhìn xem. Vô lăng củ số của xe còn tương đối nó đẹp luôn. Các bác nhìn nha, những cái cạnh của vô lăng này các bác nhìn này. Đấy, nó chưa bị mòn này, mặt tím còi này, đấy, chưa bị mòn luôn. Đấy, chỗ này sơn vân gỗ, bốn cái cạnh này được sơn vân gỗ rồi các bác nhá. Đấy, mặt đồng hồ của chiếc xe đây. Đấy, mặt đồng hồ đây ạ. Táp lô, táp ni của chiếc xe đây. Rất là căng và mỡ màng luôn. Đây là công tắc bật chỉnh đèn các bác nhá. Đấy, bật đèn sáng tối của chiếc xe, sàn bọc da rồi. Đấy, và ghế của xe thì đây các bác nhìn đây này. Ghế da loại xịn luôn các bác nhá. Đây, ghế da loại xịn luôn này. Loại xịn mới được như thế này nhá. Đấy, phanh tay đây. Đấy, phanh tay cũng hoàn toàn còn đẹp đây. Da này da xịn nhá. Và các bác nhìn nha, nhiều con chỗ này bị gãy rồi, con này của em vẫn còn zin luôn, chưa bị gãy. Và cần số, củ số nó này các bác nhìn này. Đấy. Số của nó chưa bị làm sao cả này, chưa bị xấu này, đấy, chưa bị kém này. Có màn hình cam lùi rồi. Và đây là những cái nút bấm vặn điều chỉnh công tắc điều hòa của chiếc xe các bác nhá. Điều hòa của xe này mát rất là sâu luôn. Vị trí này được sơn vân gỗ. Đấy, được sơn vân gỗ các bác nhá. Đấy, có một cái đồng hồ đây. Cửa gió của xe là chưa bị gãy vỡ gì hết. Đấy. Rất đẹp luôn các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện. Đây,
gương chỉnh điện đây, có cục gương. Và đây là cái phần kính chỉnh điện, bốn kính điện lên xuống bình thường, êm nhẹ các bác nhá. Chỗ này được thiết kế có rèm che nắng rồi các bác này. Đấy, có rèm che nắng mà anh chủ trước đã đầu tư thêm. Phần tắp ni của xe bằng chất liệu da nhá. Đây bằng chất liệu da này, da xịn theo xe luôn. Đấy, da xịn theo xe luôn. Theo xe các bác nhá. Chỗ này có loa này. Đấy. Và những cái phần sơn vân gỗ các bác nhìn này, vẫn còn khá là ok đúng không ạ? Đấy, cái phần da này nhá, nó màu nó như vậy thôi, màu nó như vậy đấy ạ. Đấy, các bác nào mà không thích về mình bọc lại da khác, cái này da khác bọc lại rất đơn giản thôi. Chỗ này 200.000 cái chỗ này thôi nhá, chỉ có 200.000 thôi. Hoặc là mình sơn vào cũng được, hoặc là mình bọc lại cũng được. Đấy, nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó sẽ sáng hơn đúng không ạ? Về phần keo chỉ nhá, các bác yên tâm là keo chỉ còn zin nguyên cả con luôn. Đây. Nọc trong sơn xi vẫn là sơn zin nhá, rất sáng bóng. Máy số thì chất rồi. Các bác cứ xem hình thức trước đã nhá. Đây các bác xem, những cần là móc chốt khóa của xe nó khá là sáng đẹp đây. Đấy, chỗ này cũng vậy này, rất sáng này, rất bóng này. Tính toán cột kèo là zin nguyên bản hết các bác nhá. Lốc của xe đây, sơn xi xe sáng bóng. Sáng bóng cả con luôn, kính của xe bọc dáng rồi. Đấy, đẹp chân kính rồi. Những cái tay mở cửa của xe là không bị gãy vỡ nhá. Những phần nhựa ở chỗ này là không bị gãy vỡ nhá. Phần nhựa chỗ này này, nhiều con gãy vỡ rồi, con này của em chưa bị gãy vỡ luôn. Tay mở nhẹ nhàng. Đấy. Đây, chỗ này sơn vân gỗ này, loa này, những phần da của tắp lên cánh cửa đây. Cực kỳ ok luôn này. Đấy. Và sơn vân gỗ đây các bác nhìn xem. Đấy, vẫn còn sáng loáng đúng không ạ? Đây những cái móc khóa trong đây các bác nhìn nhá, vẫn vàng ươm luôn này các bác nhìn này. Đấy, nó vẫn còn vàng ươm luôn này. Lòng trong sơn xi này các bác nhìn này. Vẫn là sơn zin mà rất là bóng luôn này. Chỗ này được anh chủ trước dán thêm một cái gioăng mép cửa rồi. Đấy. Xe khá ok luôn các bác nhá. Đây đinh cột kèo của xe đây, zin nguyên tất này. Phía sau, em quay phía sau cho bác ngắm luôn nhá. Phía sau có một cái tấm nỉ vẫn còn rất là sáng đúng không ạ? Không bị kém. Chỗ này có vị trí đựng nước, đựng đồ nhá. Dòng này chạy thì êm ái rồi, rất là đồng chắc và êm ái. 2.0 thì xăng nhiên liệu của xe nó sẽ là phù hợp. Và dòng này nó sẽ có hai phiên bản các bác nhá, phiên bản máy 2.5 nữa. 2.5 thì nó sẽ tốn xăng hơn một chút. 2.5 nó là bản đủ. Đây, các bác ngắm cho em cái phần form bên ngoài này, các bác nhìn này. Rất căng đẹp luôn này. Và lớp sơn của xe cũng rất là sáng bóng đúng không ạ? Thân vỏ cam kết cho tất cả các bác yên tâm là không có lỗi đâm đụng va chạm gì nhá. Không có lỗi tai nạn đâm đụng gì. Và không gặp nước thủy kích gì các bác nhá. Đây na răng lốp các thứ đây. Quay gầm sau thì em sẽ quay các bác xem gầm sau nhá. Và đèn này các bác nhìn này, đèn trước đèn sau xe như mới luôn này. Đấy. Ok chưa? Cốp sau to rộng. Phía sau có cảm biến lùi và có camera lùi nhá. Đây hiện tại em đang quay rất là gần về cái phần đằng sau của chiếc xe, logo rồi tên của xe này các bác nhìn này, rất đẹp này. Đây đẹp đây các bác xem. Đấy. Thân vỏ căng đét luôn, bóng nhẫy luôn đúng không ạ? 2.0 mà được như con này là ít có lắm. Đẹp như con này là sự ít có đây. Các bác đang tìm dòng xe này, các bác đang tìm một chiếc xe số tự động trên 100 triệu thì chiếc xe này là quá tuyệt vời cho các bác mình lựa chọn đây này. Quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Bác nào mà ưng nó thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho bên em để sở hữu nó. Giá rất là đẹp luôn. Các bác yên tâm là giá đẹp nhá. Đây các bác xem nhá. Đấy, đây này. Kép cửa đẹp như này. Những cái phần móc số khóa xe nó vẫn còn vàng ươm như này các bạn. Đấy, đúng không ạ? Vàng ươm như này các bạn. Tem này vẫn nguyên được các bác này. Tem còn nguyên luôn này. Cánh cửa tiếp theo mà em quay giới thiệu các bác đây. Để ra giẫm những vị trí này nhá. Đấy, nhìn khác gì xe đời cao đâu, đúng không ạ? Chỗ này là tay nắm bám được sơn vân gỗ bốn cánh như nhau. Khung sườn vách cửa đây nhá. Đây các bác xem những con bu lông ở đây nó cũng vàng ươm luôn này. Đấy, vẫn vàng ươm luôn này. Gioăng cửa đẹp. Gioăng cửa thì các bác nhìn này như là những chiếc xe đời cao, xe mới luôn này. Đấy, gioăng cửa đẹp chưa? Nhiều con gioăng cửa không còn được đẹp như thế này đâu các bác ạ.
móc chốt khóa sáng đẹp này. Đấy, đây. Đấy, các bác nhìn nhé, chỗ này được đẹp chân kính này. Kính của xe được cục dán rồi. Và nước sơn của xe thì rất là nhiều con, vài trăm triệu tua xa cái nước sơn của con xe này. Không phải là quảng cáo gì đâu, nhưng các bác nhìn trên cái clip này, các bác thấy mọi em quay kỹ như vậy mà. Bên đây cũng có cái rèm để che nắng nhá, đấy, giống bên kia. Đây, đây. Rèm mình kéo lên và mình móc bên trên này. Một vài vị trí này thì hơi bẩn một tí thôi, lau này hết các bác nhá. Đấy, còn thì phần da đây, các bác nhìn này, da còn rất ok luôn. Đấy, cái trắng trắng này là đang bụi bẩn đấy, lau chưa hết các bác nhá. Là một chiếc xe với độ nguyên bản khá là cao. Đây các bác xem cái phần cột nhựa của nó này, các bác nhìn này, rất bóng luôn này. Nhiều con cột nhựa này là người ta sơn lại rồi, người ta làm lại rồi, còn này vẫn còn nguyên zin luôn. Từ cái rong ở trên đây cũng vậy nhá, còn zin nhá, đây rong này zin này. Đấy, đinh này các bác nhìn này, đinh cột kèo nó này, mất đinh là xe bị tai nạn rồi đấy ạ. À, xem nào, đăng kiểm tháng 7 năm 22 nhá. Đấy, phần nóc của xe cũng rất là sáng bóng đây. Những đồ nhựa này các bác nhìn này, những đồ nhựa ở đây nó còn đẹp như này cơ mà. Ở dưới gầm là trước người ta lắp một quả lò súp các bác nhá. À, bây giờ em sẽ quay gần một chút cái phần táp đô của chiếc xe cho các bác ngắm. Đấy, những cái đồ nhựa ở cửa gió chưa bị gãy vỡ này. Môn đeo rất hay bị gãy cái phần đấy các bác nhá. Chỗ này là có tu khí an toàn đây. Chỗ này cũng bằng chất liệu da nhá. Da theo xe luôn. Táp đô của xe rất đẹp, các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Căng lè luôn đúng không ạ? Mọi chức năng chiếc xe đang hoạt động bình thường. Các bác mua chiếc xe về là cứ yên tâm đổ xăng chạy thôi, không phải sửa gì nữa các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ quay các bác xem cái phần sơn vỏ bên ngoài lốt cho các bác ngắm. Đây các bác nhìn này, rất là long lanh luôn này. Đấy, rất là long lanh luôn, các bác nhìn soi được gương luôn nhá. Đấy, soi được gương luôn này, các bác nhìn soi rõ hình em trong trong cái phần sơn của xe luôn các bác nhìn này. Nhưng mà màu này rất ít có luôn, Mondeo mà màu này rất ít có luôn nhá. Màu này là màu xịn đấy, nhưng mà là màu đổi từ những cái màu khác sang đâu. Màu này là màu xịn nguyên theo xe các bác nhá. Đây, mặt nạ ga lăng của xe đây. Máy số chất cực kỳ luôn, bên em kiểm tra máy số rồi, gầm bệ chắc chắn. Như em bảo là chiếc xe này mua về tao bắt cứ đi thôi, cứ đi thôi, cứ chạy luôn thôi. Sơn này, có nhìn. Rồi, bây giờ thì em sẽ quay gầm cho bác xem. Đây gầm đây, đẹp như này các bạn. Các bác nhìn xem, không có dấu hiệu gì, chấm xấu cả nhé. Bác xem. Tiếng quay máy, chút nữa thôi. Xe nào cũng vậy. À, cái giảm sóc của nó đẹp như kia cơ mà, đúng không ạ? Cái phần cua lốp này được bọc một cái lớp nhựa bên ngoài nhá. Lớp nhựa bên ngoài, nhiều con là bọc lý, con này của em nó là bọc nhựa. Đây gầm sàn này các bác nhìn này, xanh ghét luôn, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục. Chiếc xe 2.0 này thì nó tầm khoảng là gần 10 lít trên 100 km nhá. Nếu đi đường trường. Bây giờ thì em sẽ mở cái động cơ ra cho các bác ngắm. Đây, máy 2.0 các bác này. Cái máy 2.0 thì nó nhìn nó hơi khác một chút. Chỉ có 4 máy thôi nhá. Máy êm cực kỳ luôn, nổ rất êm luôn nhá. Máy số bên em kiểm tra và test rồi, có yên tâm về động cơ của chiếc xe này. Các bác cần biết thêm thông tin gì hãy alo cho bên em theo 3 số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 các bác nhá. Ở địa chỉ 90.2 Trường Chinh Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với 225 Trường Chinh các bác nhá. Bên em có chương trình ship xe đến tận nhà, hỗ trợ sang tên đổi biển, chính tên chính chủ cho các bác được.
các bác mình ở trong miền Trung, miền Nam đều mua xe bên em được nhá. Cứ thích mình là sẽ mua được xe bên em thôi. Xe bên em bán đảm bảo chất lượng, hoàn toàn yên tâm về những cái vấn đề lỗi của chiếc xe nhá. Bên em kiểm tra rồi. Bác nào mà thấy chiếc xe này phù hợp, nhanh tay nhấc máy gọi điện bên em để chốt giá đẹp nhất cho con xe này. Đấy, cái giá mà em đưa ra thì đều còn lùi, đều còn bớt thêm nhá, đều còn thương lượng. Và các bác mình có thể trả giá để mua những chiếc xe bên em. Xe nào cũng vậy, có thể trả giá để mua các bác nhá. Vâng, chiếc này thì thường thường thì các bác biết rồi, là loanh quanh trên dưới 100 triệu một tí là các bác có thể mua được, đúng không ạ? Còn con này bao nhiêu? Alo nhá, alo bên em. Vâng, em cảm ơn ạ.